Xin chào bạn. Xin chào đồng chí Bí thư thứ nhất và xin chào tất cả các điểm cầu ạ. Em xin được giới thiệu em là Đồng Văn Hùng và hiện tại là em đang sống và làm việc tại Thái Nguyên ạ. Em năm nay là 27 tuổi và hôm nay em rất là vui khi là được là dự cái chương trình ngày hôm nay và chương trình hôm qua chương trình ngày hôm nay em cũng muốn là giới thiệu đến mọi người về cái công việc của em đang làm và cái thứ hai là muốn đặt câu hỏi cho đồng chí Bí thư. Thì về vấn đề thứ nhất là về vấn đề công việc mà em đang đang làm ấy thì chắc có thể là chắc có một vài những người trên mạng có biết đến em và hiện tại là em đang xây dựng em và mẹ cùng nhau xây dựng cái kênh YouTube đó là kênh mẹ làm và hiện tại cái kênh của em đã được mọi người biết đến rất là nhiều đạt cần triệu lượt theo dõi trên YouTube và Facebook. Thì cái công việc của em ấy hiện tại là em đang làm việc tại nhà luôn và sau cái quá trình mà em tại nhà này em ghi lại những cái thước phim về gia đình, về mẹ và về những cái món ăn sống nét đẹp văn hóa Việt Nam. Em đã tạo ra những cái bộ phim gọi là những ngắn mà em đã chia sẻ lên trên mạng xã hội và thấy là cũng mong muốn của em là được quảng bá cái hình ảnh nước của Nam và cái nét văn hóa của mình với nhiều bạn bè quốc tế biết đến và sau khi mà em đã làm được mối kênh đấy thì em cảm thấy là mình có phải là nhiệm vụ của mình là mình sẽ phải làm sao để cho đất nước Việt Nam được nhiều người biết đến thông qua theo của mình và truyền tải đến những cái giá trị tốt đẹp và qua đây thì xin đặt câu hỏi cho đồng chí Vũ đó là xin anh hãy cho biết là hiện nay đoàn đang phát hiện các đoàn đang triển khai những nội dung gì nhằm phát huy vai trò của nhiên trong xây dựng và quảng bá lại văn hóa hồn và bản sắc của người Việt Nam được một cái tế nhất là kỷ nguyên số bây giờ. Em xin cảm ơn. Trước hết là chúc mừng bạn Đồng Văn Hùng ở Thái Nguyên đã có một cách tiếp cận rất là hay và sáng tạo trong cái giai đoạn hiện nay khi mà các nền tảng mạng xã hội thu hút cái sự quan tâm rất lớn của giới trẻ và bạn khai thác những cái tài nguyên bản địa, những cái bản sắc văn hóa truyền thống trong ẩm thực của cộng đồng các dân tộc ở Thái Nguyên để phát triển kênh YouTube và với cái số lượng lượt đăng ký lên đến gần 1 triệu lượt. Xin chúc mừng bạn. Câu hỏi của bạn Hùng thì tôi cũng thấy cũng có nhiều nét tương đồng với câu hỏi đến từ một tài khoản Facebook đang hiện lên ở trong comment của chúng ta. Đấy là bạn Jindy Huyền. Câu hỏi là xin hỏi đồng chí Bí thư nhất là hiện nay có tình trạng lai tạp văn hóa ở người trẻ. Nhiều người trẻ thì thích theo trào lưu phương Tây, không nhiều người trẻ quan tâm tới văn hóa truyền thống. Anh có suy nghĩ gì về vấn đề này? Chúng ta đã thừa nhận với nhau là trong 35 năm đổi mới vừa qua thì cái sự phát triển về văn hóa ấy, nó chưa tương xứng với sự phát triển về kinh tế. Và có nhiều chỗ, nhiều nơi là văn hóa là còn bị xem nhẹ. Chính vì vậy nên trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng thì đã xác lập phải coi văn hóa là cái nền tảng của xã hội và là động lực tinh thần to lớn để phát triển đất nước trong cái giai đoạn mới. Và tại hội nghị văn hóa toàn quốc vừa mới diễn ra vào tháng 5 vừa qua ấy, thì vào tháng 12 vừa qua thì chúng ta thấy là cũng có rất nhiều những quan điểm mới, những vấn đề mới được đặt ra và những yêu cầu mới được đặt ra trong cái việc là làm sao để phát huy cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc nhưng mà cũng phải cập nhật, cũng phải du nhập được những cái tinh hoa và tiên tiến văn hóa của nhân loại để làm sao kết hợp mà xây dựng được một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và hội nhập quốc tế. Và cái việc này thì nó không phải việc riêng của một cá nhân ai cả mà việc chung của tất cả người Việt Nam chúng ta. Bởi vì suy cho cùng sau khi tất cả mọi thứ mất đi, đúng không? Thì cái còn lại là văn hóa.
một quốc gia hùng cường ấy không phải chỉ đo đếm bằng cái chuyện là GDP cao hay thấp, không chỉ đo đếm bằng cái số tỷ phú có được của đất nước mình, mà tôi nghĩ một quốc gia hùng cường sẽ đo bằng cái giá trị và cái nền tảng văn hóa, cái sức mạnh văn hóa của dân tộc đấy đối với lại các dân tộc khác trên thế giới, các ta kết giới. Và như vậy thì những người như bạn Hùng, đúng không? Rồi những người trăn trở như bạn Jenny Huyền về cái chuyện lai tạp văn hóa trong giới trẻ, thì tôi tin là mỗi bạn sẽ có cái cách để mà làm cho văn hóa Việt Nam ngày càng tiên tiến hơn, ngày càng tốt đẹp hơn, ngày càng đậm đà bản sắc dân tộc hơn. Đối với lại đoàn ấy, thì công việc thì rất là nhiều, nhưng mà đây là một cái mặt trận hết sức quan trọng mà tổ chức đoàn cần quan tâm. Thế thì chúng tôi đã tham mưu với Ban Bí thư Trung Đảng để ban hành cái chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung Đảng về xây dựng lối sống văn hóa, đạo đức lối sống văn hóa và lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi giai đoạn từ 2015 đến 2030. Trong cái nội hàm của nó thì có rất nhiều nội dung liên quan đến đạo đức lối sống và văn hóa. Bộ Giáo dục Đào tạo thì cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án về giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên giai đoạn 2022-2030. Rồi Trung đoàn thì cũng đã trình Thủ tướng phê duyệt đề án về giáo dục đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030. Thì những cái nội hàm của nó thì trong đề án này có hết, thì bạn Hùng rồi Jenny Huyền có thể search xuống để suy nghĩ, vì cũng không có nhiều thời gian để tôi có thể chia sẻ hết với các bạn. Nhưng mà có năm cái việc mà trung đoàn đã, đang và sẽ phải làm tốt hơn trong thời gian tới. Đầu tiên ấy, là chúng tôi cũng phải xây dựng cái văn hóa trong đoàn. Tức là gì? Tác phong lề lối công tác, làm việc, tiếp xúc với thanh niên, những yêu cầu cần có đối với một đồng chí cán bộ đoàn hội, đối với lại hệ thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên ở các cấp. Chúng ta không thể không am hiểu về văn hóa dân tộc, không am hiểu về 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 những xu hướng văn hóa mới trong giới trẻ, mà chúng ta lại đi đứng lên giao giảng, rồi là thuyết phục, rồi là yêu cầu các bạn trẻ là phải thế này, phải thế kia được, đúng không? Đầu tiên chúng ta phải là những người có văn hóa, tổ chức chúng ta phải là tổ chức văn hóa đã. Thì cái việc này trong cái chương trình hành động thực hiện kết luận 21 của Trung ương 4 khóa 13 thì chúng tôi đã đề cập đến và đang thực hiện và sẽ quyết tâm thực hiện cái việc này. Tất nhiên là cũng báo với bạn Hùng rồi tất cả quý vị đại biểu, là một tổ chức mà rộng khắp như vậy thì cũng không thể tránh khỏi là có lúc có việc này việc kia, có thời điểm là có người này người kia vi phạm những cái việc này việc kia, nhưng đấy nó không phải là phổ biến và đấy không phải là cái mà chúng tôi mong muốn hướng đến. Là đầu tiên phải xây dựng tốt cái văn hóa trong đoàn và trong cán bộ đoàn. Thì đấy là việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là chúng tôi sẽ cố gắng tạo các cái diễn đàn môi trường để những người như bạn Hùng, những người như Jenny Huyền, những người trăn trở về câu chuyện phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc để có thể lan tỏa được những giá trị tốt đẹp đấy với các bạn trẻ rồi ra cộng đồng quốc tế, có cơ hội được khẳng định cái sáng kiến của mình, cái ý tưởng của mình, cái tài năng của mình và được hỗ trợ để thực hiện các dự án đấy. Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung đoàn thì đã ký cái kế hoạch. Tới đây thì chúng tôi sẽ phối hợp với lại VTV để có 4 cái talk show liên quan đến chủ đề văn hóa truyền thống, rồi là xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Thì lát nữa thì có thể anh Tường Lâm sẽ chia sẻ thêm về cái công việc này. Và chúng tôi sẽ có một cái liên hoan văn nghệ sĩ trẻ toàn quốc. Và trong cái liên hoan này thì chúng tôi sẽ khởi động cái cuộc thi khởi nghiệp văn hóa. Và câu chuyện như bạn Hùng đang làm ấy, nó cũng là một cái công việc như vậy. Chứ lâu nay chúng ta đang nghĩ là văn hóa là phải mang tiền đến để đầu tư, đúng không? Ngân sách là phải bỏ vào cho văn hóa, rồi xã hội là phải trả tiền đây để thụ hưởng những cái giá trị văn hóa. Mà chúng ta chưa nghĩ một chiều ngược lại là văn hóa truyền thống, rồi những trào lưu văn hóa mới của thế giới nó cũng có những cái cơ hội để người ta có thể khai thác và kiếm tiền được từ đấy, rồi có tiền thì quay trở lại tiếp tục phục dựng, tiếp tục phát triển những giá trị văn hóa truyền thống đây lên. Thì trung đoàn sẽ có một cuộc thi khởi nghiệp liên quan đến cái đấy, tên thì chúng tôi đang suy nghĩ.
Đấy, thì đấy là cái việc thứ hai mà sẽ làm, và cuộc thi này sẽ làm thường niên chuyên sâu về phát triển công nghiệp văn hóa, có cả cái chuyện phát triển các kênh như của Hùng rồi thời trang đúng không, phim ảnh vân vân, rồi các cái tác phẩm văn học nghệ thuật khác của giới trẻ mà có thể khởi nghiệp được, thì chúng tôi sẽ chuẩn bị cái việc đấy. Cái việc thứ ba là chúng tôi sẽ phối hợp với lại các cái cơ quan truyền thông rồi các cái tổ chức kinh tế xã hội, đặc biệt là các cái doanh nghiệp về mặt truyền thông, doanh nghiệp về mặt văn hóa, rồi các cái tấm gương khởi nghiệp về văn hóa trong thời gian vừa qua, để kết nối lại thành một cộng đồng và sẽ tạo ra nhiều hơn những cái sản phẩm văn hóa phục vụ cho giới trẻ, cung cấp cho giới trẻ, và thông qua đấy thì nó sẽ định hình cái lối sống văn hóa, cái hiểu biết về văn hóa, và cũng giúp chúng ta có thể quảng bá được văn hóa đến với các nước trên thế giới. Bởi vì lời nói hay là thuyết phục ở những diễn đàn này thì nó không có giá trị gì cả, mà chính là những sản phẩm văn hóa khi các bạn trẻ được tiếp cận thì sẽ giúp cho các bạn định hình tốt hơn. Và khi các bạn định hình tốt hơn, mỗi người Việt Nam đều có ý thức xây dựng cái văn hóa của dân tộc mình nó tốt đẹp hơn, thì lúc đấy văn hóa sẽ tốt đẹp hơn.